À, em xin kính chào quý anh chị khách hàng nhé. À, trước mặt quý anh chị khách hàng đây là những cái căn biệt thự mini. Đấy thì hôm nay Hạnh Nguyễn lên đây bàn giao một cái căn nhà vừa mới hoàn thiện xong cho khách hàng. Đấy, bàn giao một căn nhà vừa mới hoàn thiện xong cho khách hàng luôn. À, biệt thự mini ban công lớn anh chị nhé. Đấy thì ở đây thì Hạnh Nguyễn có nhận ký gửi mua bán và nhận hoàn thiện nhà. À, đặc biệt thì nếu mà quý anh chị khách hàng mua cái sản phẩm chủ đầu tư ấy, thì vẫn được trả chậm trong vòng 24 tháng không lãi suất nhé. Đặc biệt thì bên Hạnh Nguyễn có nhận hoàn thiện nhà thì hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng trả chậm từ 6 đến 12 tháng không lãi suất luôn. Đấy, quý anh chị khách hàng chỉ cần thanh toán 50% và cái phần còn lại thì mình trả chậm trong vòng 12 tháng nhé. Đối với nhà bán thì là trả chậm trong vòng 24 tháng. Còn đối với quý anh chị khách hàng là có nhu cầu hoàn thiện bên chỗ bất động sản Hạnh Nguyễn ấy, thì Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng trả chậm trong vòng 12 tháng anh chị nhé. Đấy, giá cực kỳ tốt và ưu đãi. Ở đây thì Hạnh Nguyễn đã nhận hoàn thiện rất là nhiều căn. À, tuy nhiên ở thời điểm khó khăn có nhiều khách hàng cần với cái nhu cầu mà trả chậm ấy, thì Hạnh Nguyễn năm nay là tung ra cái gói là trả chậm trong vòng 12 tháng đối với nhà mà quý chị khách hàng hoàn thiện của bên bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Đấy, chỉ cần thanh toán trước 50%, số còn lại mình cho thanh toán chậm trong vòng 12 tháng nhé đối với những cái nhà hoàn thiện. Thì đối với những cái căn nhà bán ấy, thì đối với những cái căn nhà bán này thì quý chị khách hàng mình có thể là trả chậm trong vòng 24 tháng từ chủ đầu tư, hoặc là anh chị nào mà mua cái sản phẩm ký gửi á, mua sản phẩm ký gửi thì chỉ có được thanh toán một lần 95% thôi anh chị nhé, 5% còn lại thì mình nhận sổ luôn. Đấy thì hôm nay bất động sản lên đây quay, bất động sản Hạnh Nguyễn lên đây quay cho quý chị khách hàng mình thấy hôm nay là chủ nhật, không khí cực kỳ yên bình, trong lành và mát mẻ. Ở đây thì nó xa với cái khu chế xuất sản xuất, khu công nghiệp cho nên là yên tĩnh, gió thổi vi vu anh chị nhé. Ở đây thì nghỉ dưỡng thì tuyệt vời luôn. Đấy, nghỉ dưỡng thì cực kỳ tuyệt vời. Đó, thì anh chị nào mà có nhu cầu đầu tư hay là an cư hay là sản phẩm, những cái sản phẩm ký gửi anh chị muốn bán, hoặc là anh chị muốn tìm hiểu thông tin để mua những cái sản phẩm ký gửi hoặc là sản phẩm của chủ đầu tư cũng như là hoàn thiện nhà, thì anh chị cứ bấm vào cái số điện thoại Zalo trên màn hình Hạnh Nguyễn nhé. Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng ạ. À, xin kính chào quý anh chị khách hàng nhé.